Đây mọi người ơi, thì đây cái vợt nè mọi người ha. Thì đây cái vợt này thì mình bắt heo bự á mọi người ha. Heo 40 mấy 50 ký bắt cũng được luôn. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì nó cứng nha mọi người, cái dây này cứng lắm. Mình được cái lưới mà lưới đánh cá biển á em, với lại lưới dèo á. Rồi tại mình đây mình mua không có nên mình làm cái này. Thì nhưng mà cái này nó dở ngay là khi heo nó vô á, nó dặm vò mọi người thì nó sẽ không vô được ha. Nhưng mà phải biết thế bắt thì mới vô được ha. Chia sẻ với mọi người để mình nuôi số lượng đông mình bắt á, mình thả rong bắt tay không sao bắt được hả mọi người ha. Vậy đi, còn cái vợt này nè, vợt này thì cái vợt này khi mà nó vô mọi người ha, nó vô á thì nó vô thì nó cái giò nó dậm nó không có bị vướng nha, nó sẽ chạy chạy thẳng vô ha. Chạy thẳng vô thì mình bắt nó sẽ đơn giản lắm ha. Nói chung là nó nhẹ nhàng ha. Nó thoải mái khi mình con heo nó cũng thoải mái nữa ha. Nó không có mệt heo nữa ha. Thì chia sẻ mọi người cách để làm vợt bắt cho nó ngon lành xí thôi. Với hai cái vợt này thì con cây bên đây thì nó bắt heo bự được ha. Nhưng mà cái này mình chưa bắt heo bự thử. Tại mình lần trước mình làm bằng cái lưới thường á, bắt heo bự là nó rách hết ha. Làm lưới này thì bắt heo bự ok luôn ha. Giờ để mình bắt heo mình giao cho anh khách nha. Thì lo cho mọi người thấy bắt dễ hay không ha. Đây mọi người ơi, đơn giản mọi người ha. Rồi dính rồi ha mọi người ha, dạng lắm. Rồi nếu mà vô đây là cái là im luôn, là mình chỉ cần nắm giò bỏ vô bao thôi ha. Vậy thôi thì heo nó không la luôn mà nó nhẹ nhàng ha. Nói chung là một cách bắt là hiệu quả nha. Nó chia sẻ mọi người để biết bắt nó ngon lành ha. Rồi để mình bắt ra rồi, rồi không được hết. Quá đơn giản. Rồi heo này 19 kg nha. Đó. Giờ cảm ơn ông anh đã ủng hộ nha. Thì mọi người mua thì liên hệ mình là số điện thoại 0936 708 472 ha. Rồi, chào mọi người nha.